Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của xe điện Hải Đăng. Trong video trước thì mình đã giới thiệu với các bạn về động cơ điện dùng để độ xe điện và xe trợ lực. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn độ một chiếc xe đạp thành xe điện. Mình sẽ dùng chiếc động cơ 20 inch có công suất là 350W. Và lốp mình dùng là loại 20 x 2.175. Mình có 2 chiếc xe và mình sẽ dùng chiếc màu đỏ vì nó có giảm xóc. Và bây giờ thì mình sẽ lắp thêm xăm lốp. Bạn có thể lắp ở bánh trước hoặc là bánh sau. Và đối với chiếc xe này thì mình sẽ lắp ở bánh sau. Mình sẽ gắn thêm líp vào động cơ. Ok, và bây giờ thì mình sẽ lật ngược chiếc xe lại để cho tiện thao tác.
do chiếc càng sau của xe đạp nó hơi hẹp một chút, do đó thì mình sẽ phải lới rộng ra. Mình sẽ dùng chiếc kích để lới rộng ra. Trong một video thì mình đã hướng dẫn các bạn rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ lắp động cơ điện vào. Mình đã lắp xong động cơ điện và mình sẽ lật chiếc xe trở lại. Chiếc xe này thì mình muốn làm một chiếc xe đạp trợ lực và mình muốn nó nhỏ gọn nhất có thể. Do đó thì mình sẽ dùng pin của xe cân bằng hoặc là pin của máy khoan Makita để cấp nguồn. Mình sẽ dùng thêm một chiếc túi da như thế này để đựng pin và IC điều khiển của xe. Bạn có thể lắp túi ở phía trước hoặc là ở phía sau như thế này. Mình thì lắp ở phía sau. Phần tay ga thì chúng ta sẽ có hai phương án. Một là mình sẽ dùng loại tay ga thường và dùng kèm với một chiếc đèn báo điện. Hoặc là dùng loại tay ga có tích hợp luôn đèn báo và khóa cho tiện. Mình thì sẽ dùng luôn loại có khóa cho tiện. Giờ thì mình sẽ lắp tay ga vào tay lái. Và bây giờ thì mình sẽ nối với hệ thống điện. Các bạn nhớ dùng gen co nhiệt hoặc là băng dính để cách điện. Giờ thì mình sẽ lắp thử xem đã được chưa. Mình sẽ dùng hai quả pin của máy khoan Makita, có điện áp là 18V để cấp nguồn. Mỗi một quả pin thì có điện áp là 18,7V. Mình dùng một chiếc rắc để nối tiếp hai quả pin. Hai quả pin này khi được ghép nối tiếp thì nó sẽ tương đương với một quả pin 36V. Điện áp đang là 37,8V và dung lượng là 5A trên một quả. Như vậy thì tổng là 36V 10A. IC thì mình dùng loại đa năng 36-48V và công suất là 350W. Giờ thì mình sẽ kết nối nó vào xem đã được chưa. Mình bật khóa thử. Ok, như vậy mình đã nối xong hệ thống điện cho xe. Mình sử dụng chiếc xe để đạp thể dục, do đó thì mình sẽ để đơn giản nhất có thể, không cần đèn còi hay là xi nhan.
Và bây giờ thì mình sẽ lắp vào xe. Mình sẽ kết nối với dây động cơ và dây mắt cảm biến. Mình sẽ cho tất cả nó vào bên trong túi ra. Và dùng dây rút để cố định lại cho gọn gàng. Ok, như vậy là xong. Và bây giờ thì mình sẽ đi thử vài vòng. Chiếc xe này để đạp tập thể dục thì khá là thích. Khi nào đạp mệt thì bạn có thể bật chìa khóa lên và sử dụng đồng cơ điện. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách độ một chiếc xe đạp thông thường thành xe điện, sử dụng pin của máy khoan Makita hoặc là pin của xe cân bằng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn nào cần độ xe thì có thể liên lạc với bên mình thông qua thông tin ở trong hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.